Mùa chinh chiến ấy. Tác giả: Đoàn Tuấn. Giọng đọc: Hải Yến. Số 40. Qua đoàn 979. Đó là đoàn an dưỡng dành cho thương binh của quân khu 5 từ chiến trường ca. Chạy nằm trên phố nhìn ra biển. Thương binh quậy khủng khiếp. Quậy cho vui thôi mà. Con làm hại ai đâu. Người nặng, người gậy, người xe lăn, người khập khiễng. Người còn quấn băng đầy đầu, đầy tay. Sáng sáng, quay bên quán cà phê. Chiều chiều lang thang dọc phố. Những thương binh của các tỉnh miền Trung như Quảng Nam, Đà Nẵng, Nghĩa Bình, Phú Khánh, Thuận Hải. May mắn trở về, dù để lại một phần cơ thể nơi đất khách, không ai oán thán, không ai nhắc lại, dù có nhớ nhung, nhưng mọi người đều coi đó như một việc tất nhiên. Những con người sứt sẹo đó hôm nay tập trung ở đây, rồi mai ngày sẽ tản về những xóm, những làng những bờ tre, dãy núi, ẩn mình vào dải đất miền trung rằng rặc, sông suối và núi đồi. Rồi ít nữa, họ sẽ lẫn vào đất đai cây cỏ. Cũng có nhiều người con miền Bắc, thấu cảm cái tình sâu nặng của miền trung, đã ở lại nơi này sinh cơ lập nghiệp. Như anh Lầm C8, lính Hải Phòng, gầy nhom, tong teo, chẳng hiểu thế nào vớ ngay cô vợ người quy nhơn xinh đẹp có cửa hàng buôn thuốc tây đúng là chuột xa chỉnh gạo anh em đùa chỉnh gạo nếp mới đúng gặp lâm lính quảng nam nhập ngũ tám mươi ủa sao em lại ở đây em bị thương mà anh thương thế nào mất một chân em tài vụ kia mà đánh đấm gì đâu mà mất chân dạ hôm ấy em về tiểu đoàn để phát tiền chính sách cho anh em giữa đường có bãi mìn công binh lâu đến khắc phục quá em cũng sốt ruột sợ anh em chờ thấy đàn trâu đi ngang em trèo lên lưng trâu tính băng qua không ngờ một con trâu vấp mìn con trâu em cưỡi bị thương nó hoảng loạn chạy tứ tung nó hất em xuống rơi trúng bãi mìn thương thằng em bé bỏng đẹp trai. Trước, Lâm là lính trinh sát tiểu đoàn tôi, sau được đôn lên làm tài vụ. Thôi, cũng may là chỉ mất một chân, vẫn đi lại được, vẫn lấy vợ sinh con được mà Lâm. Tôi thấy Nguyễn Văn Tiệu và đoàn Văn Vinh, mỗi người còn một chân, đang tập đi xe đạp. Hai người chở nhau, chiếc xe loạn choạng va vào vỉa hè hai người ngã ra lại chống nạng bò dậy tập trở nhau đi tiếp lần sau ra đã thấy tựu chở châu trên xe máy nè đồng hương hai thằng mình còn một chân vẫn cưỡi honda ngon lành không tôi còn chưa biết lái xe máy hai ông bạn thương binh đã vi vu rồi thật vui khi thấy đồng đội mình nở nụ cười hỏi thăm công thằng bạn khác lớp cùng trường cấp 3 Lý Tự Trọng, Hà Nội. Lính tráng chỉ ngay vào phòng an dưỡng đặc biệt. Lúc đi lính gọi là công bầu vì nó béo mập. Khi trở về đổi tên công cụt vì nó mất hai chân cưa ngang đùi. Thực ra công đã nằm trong diện chuẩn bị ra quân. Nhưng hôm đó đơn vị thiếu người công cũng phải ra chốt cùng anh em. Chốt ở cuối đường đón xe lên. Trưa, 12 giờ xe lên hết. Chờ chuyến xe cuối, lính trắng sẽ lên chuẩn bị về sư đoàn. Vừa ăn cơm xong, nghe tiếng xe, anh em ra đón. Công vươn vai tập vài động tác thể dục. Bỗng, ầm! Công vấp quả mìn. Bọn địch cài ngay rễ cây đa nơi tổ phục ngồi từ sáng. Hai chân nát bươm anh em băng bó vết thương chuyển ngay ra xe phóng về trạm phẫu cũng may công bị thương gần sư cấp cứu kịp thời ở nơi khác thì toi các bác sĩ buộc phải cưa hai chân để cứu tính mạng công công đã ngồi dậy được đang tập đi xương non nhú ra tập đi bằng chân giả đầu xương non tiếp xúc với sắt thép dù lót đệm vẫn buốt đến tận óc có một em y tá dìu cô ấy ngọt ngào dỗ nhưng mặt công nhăn nhó đau đớn chốc chốc ngã vật ra cùng phòng với công còn có châu lính dê chín cũng như bạn cùng phòng châu giờ mang tên châu cột lính tráng vốn thẳng tính gọi bạn bè bằng cái tên trực diện nhất thằng mất tay hay mất chân đều mang thêm biệt danh bên cạnh có gì đâu như cái cây ấy mà bình thường thì không sao bom đạn cắt mất ngọn thì mang ngay cái tên cây cụt ngọn châu bị thương ở dê chín cũng mất hai chân trường hợp của châu còn huyền thoại hơn khi cưa chân bác sĩ minh phải dùng cưa sắt loại cưa thông thường cưa chạm vào xương nghe kèn kẹt kèn kẹt Lính tráng đứng bên nhìn, thằng nào cũng nổi gai ốc. Nhưng Châu mặc kệ, dáng hết sức chịu đau. Không có thuốc mê, cũng không có thuốc gây tê. Cưa sống luôn. Sợ Châu đau, người ta cho uống rượu. Nhưng Châu vẫn tỉnh. Không còn cách nào khác, bác sĩ Minh đành phải cầm cưa. Cắt chỗ xương bị nhiễm trùng vì loại mìn KP2 của tàu có chất thủy ngân người bị thương không những đau đớn mà còn bị nhiễm trùng đi luôn bác sĩ minh treo cái túi đựng thuốc tím trên nóc hầm ngày đêm từng giọt thuốc tím rớt vào vết thương của châu cuối cùng cũng cưa được chân và đưa châu về sư đoàn thằng này khỏe thiệt không ngất nó có sức khỏe nên chịu đựng được như thằng khác thì ra nghĩa trang lâu rồi bác sĩ Minh khen châu. Sống cùng phòng, hai anh chàng cụt chân được một em y tá tên là Xuân chăm sóc đặc biệt. Xuân là lính y tá quê Hà Bắc. Cô nhập ngũ được điều vào quân khu 5 phục vụ ở đoàn 979. Tưởng phòng có hai thương binh nặng, chỉ tập trung vào chăm sóc vết thương, phục hồi tinh thần cho hai anh. Nhưng Xuân không ngờ chuyện đời còn phức tạp hơn như thế cả hai anh chàng thương binh đều thương yêu xuân cả hai anh chàng đều ghen tức nhau vì xuân thậm chí có lúc suýt choảng nhau vì cô y tá xinh đẹp xuân đưa người này đi vệ sinh thì người kia kêu gào vết thương sưng tấy xuân đưa người kia đi tắm thì người này giả vờ lăn ra ngất xỉu con người khi mất đi một phần cơ thể càng cần tình cảm càng cần sự quan tâm cũng có bữa cả hai chàng đều dỗi không thèm ăn cơm xuân phải dỗ thế nào hai chàng cũng lắc đầu cũng có những ngày cả hai chàng đều không chịu tập đi sợ đau bệnh viện phải ra quy định tập đi sẽ được thưởng tiền thế là hai anh được khích lệ tập đi bằng nặng nhiều hơn, không ngồi một chỗ nữa, sợ béo tròn béo quay như võ sĩ sumo của Nhật. Nhưng trong hai anh chàng cùng có một tình yêu, nhất định có một chàng số đỏ, như chuyện sơn tinh thủy tinh với nàng công chúa Mỹ Nương xưa. Dẫu chẳng có ai đặt ra lễ vật, voi chín ngà, gà chín cửa nhưng hai chàng đều có chung một lễ vật cống nạp. Đó là cả hai chàng đều có một trái tim cháy bỏng tình yêu, sẵn sàng dâng hiến. Đánh nhau với kẻ thù xong rồi, giờ chiến với nhau để giành được trái tim người đẹp. Châu đẹp trai hơn, nhưng công lại khỏe hơn. Châu hát hay, nhưng công lại dì dầm, thủ thị. Châu có bộ ria đẹp, thì công lại có nụ cười tươi còn xuân vừa bổ bưởi cho hai anh vừa lúng ta lúng túng khổ quá hai anh ạ à. nếu tổ chức cho phép em cưới cả hai anh luôn chẳng bù cho lúc ở làng chẳng có ai để ý vào đây anh công gọi em là nữ thần tình yêu còn anh châu kêu em là thiên thần sắc đẹp nhưng cả hai anh đều không dám nói toàn viết thư tình thôi anh châu còn trổ tài làm thơ nữa sau này có ai còn gọi em như thế nữa không vừa lúc đó một bác sĩ đi vào ông đã đứng tuổi nhìn hai thương binh và bọn tôi đang bóc bưởi ăn ông cầm trái bưởi lên các anh ăn bưởi nên học trái bưởi học gì anh tôi hỏi các anh thấy trái bưởi bảo vệ giống nòi của nó thế nào không? Ngoài cùng là lớp vỏ dày, lại thêm lớp cùi mềm nữa. Cùi mềm là để chống va đập mạnh, lại có tính đàn hồi. Sau đó đến lớp muối. Lớp muối này đứng thành vòng tròn, rất dày, rất nhiều nước, để bảo vệ lớp hạt bên trong cùng. Lớp hạt này mang gen di truyền, vì vậy cần phải bảo vệ vòng trong vòng ngoài và giữa những hạt này lại có một khoảng trống để tránh va đập để có chỗ nảy mầm sinh sôi thực phẩm đã biết bảo vệ giống nòi của mình như thế chúng ta cũng nên học tập đúng không tất cả chúng tôi cùng cười tôi thấy hai ông bạn mình tuy mất cả hai chân nhưng chân giữa vẫn còn ham vui lắm từ nơi này nhìn ra thấy tháp đôi ngọn tháp của người trăm sừng sững giữa quy nhơn nó là biểu tượng cho tình yêu đôi lứa cho tình vợ chồng khắng khít bên nhau còn yêu được thì cứ yêu còn ghen được thì cứ ghen chẳng có cuộc chiến nào chẳng có đau đớn nào ngăn được bản năng sống của con người ngăn được ngọn lửa dục tình trong lồng ngực hai anh chân giữa còn khỏe mạnh. Thế là vui rồi. Phải không công, phải không châu. Về nhà. Con tàu vào ga hàng cỏ giữa đêm. Xuống ga, tôi và Thành run bắt chung một chiếc xích lô. Đưa Thành về Trần Xuân Soạn. Thành đập cửa gọi. Cả nhà ra đón cậu con trai quý tử độc nhất trở về. Xích lô đưa tôi về Trương Định vét sạch đồng tiền cuối cùng, trả cho ông xích lô vừa đủ. Sáng hôm sau, mẹ tôi cho tiền, tôi lên hàng đào, mua ngay chiếc đồng hồ Senko, bắt đầu cuộc đời mới. Có người hỏi tôi, đi lính đánh bao nhiêu trận? Tôi ngạc nhiên, có bao giờ mình tính được chuyện này đâu nhỉ? Mà tính để làm gì? Tôi trả lời, làm sao mà nhớ nổi? Nhưng chắc không ai tin đêm nằm trong căn nhà bình yên, tôi thường nghĩ về những người đã cứu mình thoát chết trong chiến tranh. Đó là những ân nhân mà tôi muôn đời không quên. Những ngày ấy, lính tráng chuyển từ đơn vị này sang đơn vị khác. Đi âm thầm, không kịp chia tay. Tôi nhớ Ngô Thanh Trẻ, người đã cứu tôi bằng quả B40 vĩ đại. Tôi nhớ Lê Minh Đức, người đã cứu tôi khỏi trận khát kinh hoàng. Tôi nhớ Nguyễn Văn Của, người đã cứu tôi khỏi cơn mộng du và bao đồng đội khác nữa, họ đã nhiều lần chết thay tôi. Vì lẽ ra nếu không có họ, chắc tôi đã phải đứng vào chỗ của họ và chết như họ. Nhưng nhờ có họ mà tôi có chỗ của tôi và tôi còn sống. Những người đó đã hóa thành đất và đất nằm bên ngoài tổ quốc thân yêu. Nhưng còn những người sống, họ đi đâu, về đâu, phiêu dạt chân trời nào, bao giờ tìm được những ân nhân đáng kính của mình. Đó là một trong những nguồn động lực để tôi kể câu chuyện này. Những đêm mùa hè, tôi nhìn ra phố đường phố vắng tanh tự nhiên muốn vác ba lô đi vào miền trung tìm kiếm ân nhân nhưng chỉ nhớ tỉnh không nhớ huyện và xã làm sao tìm được tôi cũng không muốn kể những chuyện đó cho ai liệu mình có truyền được cảm xúc cho người nghe không liệu người nghe có hiểu được không giữa muôn vàn chuyện đời dù sao mình vẫn phải kể câu chuyện của mình. Nếu mình không kể, ai có thể kể thay mình câu chuyện của mình dù bé nhỏ nhưng mãi mãi là câu chuyện của mình. Những ai đã từng trải qua lần danh sống chết, may còn sống đều cho rằng nhờ số phận. Nhưng số phận là gì? Nếu đúng vào khoảnh khắc đó không xuất hiện những ân nhân, những đồng đội đáng kính. Năm tôi 19 tuổi, lẽ ra tôi đã chết. Đó là vào một ngày, khoảng trung tuần tháng riêng năm 1979, tại An Lung Viêng. Đó là một địa danh thuộc tỉnh Vrat Vihia, nằm ở vùng đông bắc Campuchia. Sau mấy ngày hành quân mệt mỏi, buổi sáng, mấy cậu anh nuôi mừng rỡ hái được vài trái khổ qua trên đường. Chưa kịp mừng vì tối nay được bát canh ngon thì trinh sát phát hiện có địch. Lập tức tiểu đoàn trưởng võ sĩ lực ra lệnh dàn đội hình chuẩn bị chiến đấu. Một tiểu đoàn thiếu hơn 400 lính sẵn sàng nổ súng. Nhưng vốn cẩn trọng, ông Lực lấy ống nhòm ra quan sát. Ông là người cao nhất tiểu đoàn, gần mét tám tại sao bọn địch lại từ phía phải đơn vị tiến sang mà lại thấp thoáng áo xanh chứ không phải một khối áo đen ông ra lệnh bắn ba phát súng ám hiệu phía bên kia cũng bắn ba phát đáp trả chết trả, quân mình rồi dây chín suýt nữa thì đánh nhau nhầm mà cái trò đánh nhầm thì cả hai bên đều thương vong nặng ngay lập tức thông tin mở máy liên lạc hợp đồng đánh An Lung Viên được thỏa thuận. Chúng tôi, D8 đánh đầu, D9 đánh vào cuối. Căn cứ cuối cùng của địch trước mặt. Chúng tôi nổ súng, bọn địch bắn trà lẹt đẹt. Chúng tôi ảo lên tấn công, bọn địch chạy. Chúng chạy nhanh thật, thấy cả vết xe jeep mới nguyên. Chắc có bọn chỉ huy cấp cao. Làm chủ An Lung Viên, còn ít dân ở lại, đói meo. Chỗ này trù phú, nhưng giữa mùa khô, cái ăn luôn thiếu. Các đơn vị tỏa ra các vị trí. Tôi rủ chim cu đi kiếm cái ăn. Hai thằng khoác AK lùng sục, chẳng kiếm được cái gì. Đến đầu phun, tôi thấy một trái dứa xanh, bé tẹo, chưa hình thành mắt mũi. Thôi đành hái, cạnh đó anh Lý, lính Hải Phòng, cũng đang tìm kiếm bỗng súng nổ liên hồi phía trước. Bọn tôi lúng túng, không biết đi hướng nào. Phía C6 và C7, đạn bắn rào rào. Ngay trên đầu tôi, pháo địch câu vào. Cành dừa, cành xoài rơi xuống. Chưa kịp định thần, bỗng thấy phía trước mặt. Bọn địch hô ẩm lên. Lơn, lên xông lên! lên. Tôi thoáng thấy một tên địch đứng trên nhà sàn nhằm chúng tôi bắn. Anh Lý chạy mất cậu chim cu cũng định chạy theo tôi hô không được chạy tôi vội kéo chim cu vào vườn chuối thực ra lúc đó tôi không biết mình làm những gì sau này nghe chim cu kể lại ở đó có hai khóm tôi phân công chim cu đứng khóm trong tôi khóm ngoài kê xuống lên bắn nấp sau bụi chuối lúc đó chỉ nghĩ bọn địch bắn mình may ra thân chuối có ma sát giữ đạn lại bọn địch xông lên, tôi nghe líu díu tiếng khơ me, đã nghe rõ từng tiếng của từng tên. Ngay sau nhà sàn, chúng tôi nổ súng, nhưng đạn AK chẳng ăn nhầm gì, chúng vẫn xông lên, pháo lại nổ ngay phía trên, lại dừa, cành xoài rơi xuống đầu. Nguy thật, mỗi thằng có mỗi băng đạn, tôi đặt lại khóa an toàn, điểm xạ thôi. Bắn liên thanh hết đạn thì chết. Phía bọn địch vừa có nhà sàn vừa có hầm trú ẩn. Phía chúng tôi có vài thân chuối, vừa bắn vừa nhìn phía sau xem có ai không. Lại vừa nhìn phía trước xem bọn địch vào đến đâu. Đang lo, bỗng tôi nghe thấy tiếng châu, trung đội trưởng thuộc C5 đang thúc lính lên. Châu cao kều, cái giọng ba tơ nặng trịch tôi đã quen. Châu cầm AK đeo lựu đạn quát tháo. Tôi nhìn thấy Ngô Thanh Trẻ đeo giỏ B40 đang lom khom bò. Tôi vội chạy ra. "Trẻ, trẻ, ông vào giúp tôi, bọn địch gần lắm." Chẳng đợi trẻ trả lời, tôi kéo trẻ vào bụi chuối. "Ông đứng đây, cây B40 lên cái chum này, tường cho nó một phát." Trẻ vội đứng chói chân lấy thế, đặt khẩu súng lên miệng chum. Vừa lúc đó, bọn địch sông lên, tiếng chúng hô rõ mồn một. Tôi nhắc trẻ đợi chúng vào gần hơn, chúng tôi căng mắt về phía địch. Khi những bóng áo đen tràn ngập, trẻ nổ súng. ầm Một phát, trái B-40 bay đi, bọn địch kêu ré lên, la hét ẩm ĩ Tôi thấy khói mù mịt, đề phòng bọn địch phản lại, tôi lăn về phía phải, trẻ chạy sang trái. Tuấn chim cu cũng lăn ra thật xa. Kinh nghiệm bắn B40 phải di chuyển liên tục, vì khi bắn xong khói động lại, bọn địch cứ nhằm khói mà bắn trả, phải biến thật nhanh. Bọn địch không dám xông lên nữa, chúng tôi cũng chẳng muốn kiểm tra xem địch chết thế nào, vì lúc đó trận đánh vẫn diễn ra hết sức ác liệt ở phía bên trái quân ta khiêng nhiều thương binh và tử sĩ lùi vào giữa phung. Thì ra, khi chúng tôi tiến vào An Lung Viêng, bọn địch bỏ chạy. Nhưng khi ra khỏi phung, chúng tổ chức lại lực lượng tấn công chúng tôi. Bọn địch cũng đông. Hai tiểu đoàn của ta, D8 và D9, cỡ khoảng gần một nghìn người, căng ra từ đầu đến cuối phung. Bọn địch đánh bao vây xung quanh, đánh nhau một hồi cỡ hơn một giờ, biết không thể chiếm lại, bọn địch lui quân. Chúng tôi chủ quan, chiếm được phun, ngỡ địch đã chạy, chẳng tuần tra canh gác quái gì, nghỉ ngơi ngay và đi chơi loạn xạ. Như tôi, lính thông tin, đang đi phối thuộc với C6 cũng bỏ đại đội đi tìm cái ăn, còn Tuấn đang đi với tiểu đoàn bộ. Nếu không có ngô thanh trẻ, có lẽ hôm ấy Tôi và Tuấn Chim Cu có thể đã bị địch tóm sống. Cảm ơn Ngô Thanh Trẻ, cảm ơn Khẩu B40 trong lòng tôi nhắc đi nhắc lại hàng nghìn lần. Ngô Thanh Trẻ là ai? Trong mắt tôi, ngày ấy cũng như sau này, trẻ mãi mãi là một anh lính to khỏe, mập mạp. Trẻ có gương mặt tròn, miệng cười rất tươi trẻ nhập ngũ tháng 5 năm 1978, trước tôi 3 tháng, nhưng đã dày dặn kinh nghiệm trận mạc, dạo chốt biên giới Tây Nam. Sau này, biết trẻ quê Sa Huỳnh, Quảng Ngãi, tôi càng quý anh hơn. Ôi Sa Huỳnh, cái tên mới đẹp làm sao, dù biết địa danh này do kiêng tên Chúa Nguyễn Hoàng mà gọi trạch ra nhưng tôi thấy cái tên Sa Huỳnh là một trong những cái tên địa danh đẹp nhất Việt Nam. Mỗi lần đi tàu hỏa vào Nam, qua Sa Huỳnh, tôi thấy đường tàu uốn lượn sát bờ biển, thấy Sa Huỳnh nước xanh trong vắt, thấy bãi cát vàng lấp lánh mê hồn. Tôi cảm thấy bạn tôi ngô thanh trẻ cũng đẹp như bãi biển Sa Huỳnh vậy. Nếu không có ảnh Đức là y tá C6 của D8 trung đoàn 29 thì tôi cũng đã chết. Đó là vào tháng 3 năm 79 cũng tại An Lung Viên. Sau 3 ngày hành quân không có nước, đến ngày thứ 3 tôi không thể chịu đựng được nữa. Trong người cứ rạo rực cồn cào chỉ cần một đốm lửa là tôi có thể cháy bùng lên đang hành quân đơn vị dừng lại tìm nước giữa rừng hoang thế này kiếm đâu ra nước thôi thì cứ đi trinh sát giở bản đồ địa bàn bày ra giữa rừng tìm suối chỉ huy lính tráng châu đầu vào xem tôi cũng mò đến mọi người nhìn vào tọa độ này nọ còn tôi thì tìm xem bản đồ in năm nào. Tôi bỗng giật mình khi nhìn thấy năm in bản đồ là 1964. Đây là bản đồ của quân đội Mỹ. Trời đất! Thế gian luôn biến đổi. Từ năm 64 đến giờ đã mười mấy năm. Thế gian biến cải vũng nên đổi. Làm gì còn địa hình như năm 64? Cũng không biết quân đội mỹ dựa vào đâu để vẽ bản đồ này tôi nêu ý kiến lính tráng đã thất vọng giờ càng thêm tuyệt vọng nhưng dù sao vẫn phải sống và chiến đấu với cơn khát tôi theo anh ngân đại đội trưởng khoác súng cầm dao đi mang súng theo vì gặp địch là đánh nhau liền cầm dao là để chặt dây chặt cây tìm được mấy dây rừng to như bắp tay, dài như chảo. Nhìn bên ngoài, thấy dây rừng buông lòng thòng, bụng chắc mẩm được hít nước ngay. Vùng dao chặt, chẳng có chỗ kê, dây dài ngoách. Chúng tôi phải kê bằng đầu gối, một chân đứng làm trụ, một chân co gồng lên làm đe, ra sức chặt. Cuối cùng cái dây cũng đứt, nhưng nhìn vào, hỡi ôi, Toàn Sơ là sơ khô cong, nhìn dây ngắn ngậm, nhìn nhau thất vọng, thử chặt vài loại dây khác, vừa chặt, mắt vừa hau háu nhìn vào, vẫn thế. Tôi đã tức đến ứa nước mắt, bởi bao hy vọng mình đặt vào mấy sợi dây này tan biến hết. Bởi những ngày nhỏ đọc truyện đường rừng, người ta cứ chặt dây rừng là tìm được nước. Nhưng rừng đó là rừng nào? Nó ở xa xôi lắm. Chứ rừng Campuchia chết tiệt này đang giết dần chúng tôi. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.